Bạn anh em ha. Hôm nay mình sẽ móc cây bô Sirius này. Bô này là bô của chưa móc các bạn. Bô này người ta không biết làm sao cái lỗ bá lửa nè, nhưng mà bô này không có nổ nha. Chỉ là cái đầu này nó bự thôi. Bây giờ mình sẽ móc lại bô hơi. Vì bô hơi nó có tác dụng là nó im, nhưng mà khi mình chạy ra lớn nó mới nổ. Mình chạy ra vừa vừa nó không có tiếng ha. Bây giờ mình sẽ đạp máy thử cho các anh em mình xem nè. Thử coi cái bô nó nổ ra sao, điện thoại mình móc xong mình cũng sẽ đạp cho các anh em mình nghe tiếng nổ ra sao ha. Đó, các bạn thì cái họng bô bự nó nổ, tiếng sẽ bự nhưng mà nó sẽ không có hay nha. Bây giờ mình sẽ móc lại bô hơi thì các bạn xem cách mình móc bô hơi. Ai muốn làm theo mình thì làm, như ở nhà phải có đầu nghề mới làm được ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Trước tiên là mình tháo bô xong mình cắt đít nè, cắt đít ra để mình móc dĩa trong hết. Giờ tiến hành mình sẽ tháo bô ra, xong rồi mình sẽ cắt cái này nè. Rồi bước kế tiếp mình sẽ lấy dĩ nè, các bạn thấy không? Cái này người ta có đục cái vòng tròn, cái dĩ trong có, các bạn thấy vòng tròn không nè? Đó. Bây giờ mình sẽ cắt dĩ này hết. Vì móc bô hơi là phải làm theo cách này ha. Đã móc đây một dĩ nè, là kế trong đây sẽ có một dĩ nữa. Là nó sẽ có hai dĩ, là mình sẽ tiến hành là mình làm được đó. Thì bước kế tiếp là sao thì các bạn đón xem kế tiếp ha. Thì đầu tiên là mình cắt cái dĩ trước đi. Mình sẽ dùng điện mình sẽ cắt ha. Rồi nè các bạn, đó cây mình thổi nó đứt ra ha. Đây là một dĩ nè, này còn dĩ nữa nè, thấy không? Dĩ thứ hai nè. Thì trong cái bô này nó sẽ có hai dĩ ha. Thì khi mình phét ở trong nó sạch rồi á, thì trong trọng sẽ có lú ra một cái ống tiêu, khoảng ống tiêu 27 á, nó lú ra một khúc. Thì là mình tiến hành mình làm cái phần ống tiêu ha. Đó, mình sẽ dùng lưới nè. Mình dùng lưới này để mình làm cái ống tiêu ha. Thì mình, nhưng mà mình như ống tiêu mình cũng có ống tiêu sẵn nè các bạn. Nè, thì mình làm sẵn ở trần ha, đó. Thì cái thiết cái lưới đó mình sẽ cắt ra mình hàng nè, thấy không? Mình hàng một ống. Ống này thì khoảng gần rưỡi, thì tùy theo bô mà các bạn làm thôi. Thì ống này, cái phần này á, là để mình đâm vô ống tiêu trong cái bô, còn phần này để chặn, mình nhét ba cái nỉ vô. Đó, ba nỉ đó, thấy không? Nhét ba nỉ vô á.
Giờ mình sẽ đem cho bạn xem nè. Rồi mình nhét cái ống tiêu vô xong phải không? Rồi mình tiến hành là mình nhét nỉ. Còn cái nắp chụp thì mình sẽ làm tiêu ống ống này ống 32 ha. Đó, ống này khi hồi mình nhét nỉ xong là mình thọt đây rồi úp lại làm hàng là xong luôn á. Rồi giờ mình sẽ tiến hành nhét bãi nỉ vô ha. Rồi mình làm nó đầy xong tiến hành mình sẽ ụp cái nắp này lại ha. Rồi giờ mình sẽ hàn lại. Rồi mình hàn xong giờ mình tiến hành mình mài sơ sơ cái rồi bắt đầu lên xe test thử ha. Rồi mình có mài sơ cho nó ra rồi ha. Bây giờ mình tiến hành mình đút vô trong xe để mình thử vô ha. Này bô này là loại cái cổ rời các bạn. Đó, đút vô xong. Rồi giờ mình sẽ để cái máy quay trong đây ha, để các bạn nghe tiếng ha.
rồi đó, cái phần mình bắt mình test cũng ok ha. Cái này hồi mình sẽ cước sạch sẽ để mình sơn lại cho coi được. Còn cái phần mỏ này nè các bạn muốn đẹp thì mình có thể cắt cái dạt xuống cho nó coi được chút ha. Thì mấy phần này hiện hồi mình làm sao, mình chỉ quay mình móc bô nghe tiếng nó hay không được rồi. Thì bô này thì nó nổ ít ha, khi mình chạy ra lớn nó mới nổ nhiều. Rồi bây giờ mình đến đây là kết thúc ha. Các bạn mà thấy thích video mình nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ Rau Dâu mới sẽ hay hơn. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn trong video sau.